hôm nay em sẽ trình diễn một bản nhạc vàng cho các bác nghe thấy là đánh uy lực như là đôi bốt seri 301 seri 5 đánh em bát uy lực như là tiếng rất là tách bạch. Em mời các bác đeo tai nghe vào để cảm nhận rõ những chi tiết khi đôi này phát ra, đôi bốt 301 phát ra. Do máy quay chưa thể biểu diễn được tất cả những âm sắc nên mong các bác thông cảm. Bát rất là uy lực các bạn nhé. Em luôn để cái mức thấp 11 giờ và gần 11 giờ. Em trong bộ dàn này em có xử lý một, em có sử dụng một lọc xì 231 và một vang số X5 xuống một máy nén tiếng, máy nén tiếng 266XL và một con da vua sâu răng 506 Cubin. Bát rất là uy lực các bạn nhé. Rất là chắc, không có bát đánh không có đuôi luôn. Thật ra thì với loa karaoke, khi mà ghép với âm ly karaoke thì các chi tiết nó sẽ bị gây nhiễu loạn, có thể là xử lý không được tốt lắm. Nhưng mà em đã sử dụng con máy nén tiếng 266XL với một con lọc 231 thì nó đã cải thiện được phần nào độ chi tiết của bản nhạc, cải thiện được hầu hết những cái âm thanh bị nhiễu loạn của cái âm ly 506. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Chào các bác nha.